nó chơi đó. Mẹ đi chứ. Lấy thì tao đi chợ, tao thiếu thì sao vậy? Có hai bầu nữa chưa? Ổ mướp vậy? Là một thời gian khoảng chừng 20 năm sau đó. 20 năm sau đi. Thì nó cũng như tương lai. Mà sợ chưa được nữa. Thì tương lai nó cũng phải ra 3 tỷ. Kể gì? Đưa ra gì? Để nó bắt con nào nó bắt nó bán mà của nó rồi nó ai biết nó. Bắt con gà vàng nhỏ đó với gà đen. Của nó bán con nào nó bán với mình thôi. Đâu quá. Chưa dính gọi chạy ra ngoài luôn kìa. Gà bóp gỏi hả? Gỏi gà. Vô dí vô góc kìa kìa. Dí ngược lại nha. Đây nè, gà gà đó đó đó. Ủa, gà trong chuồng mà ăn cũng khó nữa nghe không? Trời ơi, trời ơi. Nó vô nước chụp cái à. Để mất cái chài nè. Ê anh rồi tôi qua đây lại. Căng đi ơi. Căng đi. Ở này nuôi nhé, lần lần nước em mua 3 4 bà qua. Dạ. Dài lắm vậy. Không có bán được một bạc, không bữa nay sao. Nay bán nè. Bán gì trả tiền mai. Tao có, tôi hỏi nó. Thì ông hỏi thằng Hưng nó bán nặng nó trả tiền mai mình đổ chắc vậy đó. Chứ nó có chịu mà bán đâu. Nuôi để dành coi chơi vậy đó. Cho anh để tao nghe chánh mày cầm ơi, tao cầm hai con sao tao đấy. Bên hai đám hay gì? Đám gì chạy? Đám thôi nha. Làm mồi. Mấy cái máy, hai cái tư. Thấy không? Ừ. Đây. Dạ nè, ăn thịt chắc cứng dữ rồi nghe. Dạ. Sao không bị ăn lúa nè. Ăn lúa. Ăn lúa không mà. Ký 8. Ký 8 chưa, hôm nay sẽ còn 2 ký 2 ký 4, ký 8. Rồi, nhớ gì đây. Cho thằng xin lông. Rồi, rồi, rồi. Làm làm cái gì, lấy lông làm cái cổng gà. Tao sợ không có nè, tao mắc đi sớm nè. Bởi vì không ngủ đi chợ. Anh ba đang đổ là quyết lòng. Bữa nay mình làm quyết lòng. Cái này người ta làm sao cho nó không đặc hay ta? Nó pha gì? Không có. Quyết lòng cái con heo nó múc là dạng đâm ứ máu lại. Thì ở trong á. Ở trong nữa nó múc ra. Chứ cần quyết đâm là đặc hết rồi. Ngồi quyết lòng để nó không đặc nha. Không đặc. Cái này nó mua thật kia nè. Thường thì làm quyết lòng này ta lại có hột mít. Hột mít, chẳng dần. Cổ họng. Thấy không? Ừ. Có họng thì sau này mình bầm vô ăn nó sẽ giòn giòn. Có thịt dụng nữa. Thịt dụng. Cái này sau khi mình rửa xong á, mình sẽ sắc ra, sắc xong thì mình sẽ bầm luôn. Bỏ cái này khi mình mua quyết trong đây á, quyết lòng thì người ta đã cho thêm một ít rồi. Cho bớ đủ đó hết à? Ừ, cho đủ rồi. Nếu mình muốn ngon thì mình bầm thêm. Cái này mình bầm cũng đâu cần nhừ quá ha. Đâu cần nhừ không? Vừa là để vô được. Ăn nữa mình múc cái thịt chín ăn luôn được. Ừ, nó mới ngon. Cái mình làm quyết lòng này ăn chứ nó ngon hơn cái tiết canh nha. Ngon hơn. Tiết canh ăn nó ớn lắm. Ớn ớn. Bị thích quyết lòng này mình chưng. Quyết lòng này thì mình làm thịt nè, đầu mình để vô mình chưng là nó chín hết rồi. Chín hết rồi. Đây, để đây nè, chút xíu mình sẽ màng nấu. Còn trộn gỏi, với mình còn mình đem kho. Xào xá.
có rau thì chấm ngon. Mình bầm thì chỉ xương xương thôi. À, để vô, hồi để muốn hào muốn đầy luôn. Đây nè, rửa lại đi. Rồi, bổ sung ba cái đồ lòng vịt nè. Ở trên thì ba có mua hàng vịt sim đó. Mình đặt bổ sung ba cái đồ lòng vịt vô. Gan mề, ui. Rồi mình bầm như hết. Chúng mình làm cái món này có đồ lòng gì vậy? Mình bầm vô là ngon. Đủ hết. Mình thêm mấy cái mề, mề với ruột. Ăn tan ở ướt làm thôi. Ừ, mấy cái mề này nè, mình bầm vô nó mới giòn á. Ừ, thay thế gì là không sâu vậy. Trời mà cái này mà kêu máu sao máu. Bầm rồi cho nhuyễn cho ngon rồi còn niêm nó chưa niêm nữa mà. Còn đường một ngọt tiêu, tiêu hành. Chân sẵn à? Chân sẵn. Ừ. Thế xuống dưới cái bình hấp lại vậy đó. Xuống dưới bình hấp lại ăn là ngon. Ừ. Tiếp này mình phải bảo quản chỗ lạnh rồi nó mới được. Ừ. Đó, đầy một phao luôn. Bắt đầu lấy củ hành sắc à. Ừ. Củ hành đâu không? Hành này mình sắc miếng có bầm lên thôi nè. Khỏi cũng được. Ừ, sắc miếng miếng đi ha. Khi như mình trẻ làm hái là mình sắc xui lại. Sắc miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Ngày này vô nụt ăn miếng hành luôn ngọt. Hành thì bữa nay mình xài nhiều nha. Cũng từ khoảng chục củ á. Món này thì hành nhiều nó sẽ ngon. Ăn thơm. Hành với tiêu. Còn ớt thì ai ăn nó cắn nè. Ăn nó cắn này để nhầm người ăn được. Nhầm người vớt cái trúng cái ớt kia. Chết luôn. Tốt lắm. Anh bà cho ăn cho ít tiêu vô. Nhiều luôn chứ không hết. Đó. Tiêu nhiều ăn nó hơi ngon, nồng cay. Cái này thôi 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 nó đã. Cắt sạch luôn này cơ ơi. Ừ. Sạch luôn này. Bây giờ mình lấy đồ gia vị mình đem luôn. Ừ. À. Cho nước mắm đường ngọt này kia đem cho vừa ăn luôn. Cái này thì đa phần mình nêm theo cảm giác thôi chứ tại vì không có nêm trước được. Mình đâu có nó thử được. Cái này là như là cảm giác thôi. Em cảm thấy vừa ăn là được rồi. Có diện hồi mình có chấm thêm mà. Chấm thêm, còn mình ăn thêm rau đồ nữa. Cái này thì nói chung rau đồ ngon, hồi ôm nha, rồi gai. Mấy cái rau mà mùi á thì ăn nó sẽ ngon hơn. Nhất là hồi ôm. Với chanh, chanh ớt cho nhiều vô. Chua chua, cay cay. Cắn vô hột tiêu nồng nồng đã. Mình cho thêm ít muối. Muối thì nhẹ nhẹ tay, có gì ở đâu. Có gì chấm rồi, được rồi đó. Mình chấm nước mắm thêm cũng được. Muối còn nhiều quá là mặn lấy ra không được à. Muối mặn rồi là khua. Vậy là chàng tha luôn. Ừ. Để vô vòng vòng nãy giờ cũng ký mấy 2 ký lấy vô thật đồ mỏi mày ha. Đồ mỏi mà để vô cũng nhiều lắm chứ không. Thì anh ba nè múc mình chia ra cái còn này 2 3 đợt rồi mình đưa. Cái hao nhỏ đó mình chưng. Ba con hỏi gọi 120 ký ha. Dạ. Rồi 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 rồi. Này dài lớn ha. Ông nha anh. Trời trời nghĩ sao kêu nó kêu tao ngã anh mày. Không chắc điểm mẹ không nữa nè. Cái gì? Để xuống cái một luôn. Ừ. Nó nóng. Cái chân thì mình sẽ để lên mình chân. Ê cái nắp kia. Cái nắp nãy nắp kia rồi. Đúng không? Đúng không? Rồi rồi rồi. Đâu có gì à. À. Rồi đó. Rồi. Hai gà chặt ra đây như vậy ha chị ba. Ủa. Con hàng vịt. Thì ba đang làm bắp chuối, chút trùng gỏi phải không? Trùng gỏi chuối. Hay còn bệnh nó gây lớn lớn thì còn ra ăn mới ngon. Bên đây thì gà người ta nuôi đá nè bên nhà cả nhà của bên nhà bên kia. Nhà sáng mình đi đi bắt gà.
Dạ chưa? Mà màu chưa chín nè mẹ ơi. Mà màu chưa chín. Cái bắp chuối này người ta chắc bán cho nên chắc bự ha. Bắp chuối này chuối gì chị ba? Chuối lá xiêm. Chuối lá xiêm hả? Bắp bành bành không? Bắp chuối này chị ba, ở đây mình mua nhiêu ký vậy chị ba? 8.000 ký hả? Chắc mình lấy ra không bỏ hộp ra cái nó sẽ không được chuyện nổi nữa. Cái phần trái non của nó mình bỏ ra hết. Có nặng chanh nặng gì vô trong đây không? Đấy, cục phèn. Đây cục phèn nè, cục phèn nó cũng không đen nữa nha. Đã ghê không? Chưa chín nha. Chưa nó còn xì nè. Chút nó mới được. Hết chút đã hả? Ngon. Rồi đậy lên đi cho nó mới chín. Đằng này thì chín được hai nữa. Nãy lấy gì gấp ra? Bắp tay luôn. Ôi ôi. Chịu nóng chút. Luyện của âm chân kinh. Nóng quá, thì gấp phải được. Thì gấp không? Khi mình chưng nên nó phồng lên nghe. Phồng lên như bánh bò vậy đó. Cực kỳ ngon. Chút xíu mình ăn ấy mình sẽ ăn chanh nè, ớt nè, rau này kia vô ngon cực kỳ. Em ăn không quen, anh thấy lâu mặn không đâu em? Như cái ổ bò ha. Ừ, y gan như ổ bò vậy đó. Khi chưng cái nó dậy lên. Nhiều lắm mà đâu có trường. Thôi coi chừng cái ổ đó không còn. Coi chừng cái ổ này ngồi đây dọn đem ăn cơm. Coi chừng cái ổ này không còn nữa. Hôm qua ở Cà Mau về mình có đem về ít mấy con bà khía. Nên mình trộn. Khỏi, bà khía nhà mà. Khía nhà làm. Bà khía mình làm nhà cho nên. Không. Được thử nguyên ăn thử. Mặn không? Tôi mặn không? Mặn không? Mặn không? Mà sợ mình ăn liền à. Chanh nớt rồi chí. Không mặn không mà cũng mặn nha, không mặn không mà cũng mặn, tức là không mặn quá được, khỏi cần trụng. Mà kiếm mình tách bỏ cái que luôn đi cho nó mau ăn hay gì, bỏ khúc đi. Ừ, 100 ngàn bạc. Mà khía này khi mình trộn mình bỏ cái que nhỏ thằng cho nó mau thấm gia vị vô. Thường người ta bẻ ngang đây luôn. Ừ, nè. Mà thấy cái này còn khúc này thịt không? Mình đem về đây mình ăn thì hơi tiếc. Ổn quá. Chứ ở dưới Cà Mau là người ta bỏ luôn cái ngoài á. Bỏ ổn lắm. Ừ. Thịt không à. Còn cái này mình rút cái que cuối ra ngoài chút xíu. Cái này cuối mà nó còn thịt nữa đó. Cái này nè. Ừ, bỏ cái que đó được rồi. Có thịt nữa nè ha. Ủa? Chứ ở dưới Cà Mau người ta bỏ là bỏ trong cái khúc trong luôn á. Ở dưới là dư. Dư. Hình như đây hiếm. Ở đây bữa hổm mà cậu Bảy mua 3 con mà 45 nghìn. Ở đây cho về quê cho người 4-5 con mà tao mừng. Cho bà khía thôi mừng. Cái này mình đem về cũng cho ít, vòng bà con. 5-6 con người. Chung 5 con, 6 con là mình ăn phủ phê. Hết rồi, bớt lấy cái hết chút luôn mày. Bây giờ tách bà khía xong thì mình sẽ cho gia vị vô. Tỏi, ớt, hành. Năng liền mà. Vậy chứ bà khía này có người ta không chịu trộn tỏi. Thôi, tỏi ớt nó ngon. Ừ, hai dòng thôi, phải vô tỏi với ớt cho nhiều vô ngon. Rồi đứa thao nào tôi nè. Tỏi ớt nhiều chanh. À nhầm, người ta sắc cái vỏ chanh lên ba. Chốt cái dao chanh vô đây luôn nè, ăn ngon. Chốt cái dao cho cái hết luôn à. Cái dao mày mới nãy kìa chứ. Ớt nhấp một bọc ớt thì ngon. Ớt cái cay ăn thích này ha, rồi không? Bà khía này mình không giờ làm chua được thì nó mặn, khi mình ăn chanh cho nó giả chứ. Đúng là phải sắc vỏ chanh. Ừ. Mình ăn thì sắc. Muốn ăn thì ngồi đó rồi rửa xương xương rồi sắc vô. Mình trộn này là heo đường nè, heo chanh với heo heo tỏi. Chắc con gà đâu có quay được phải không? Giả dữ vô nha. Nhóc đi. Anh kia một lần nó bằng mà tỏi vớt rồi. Cho vô. Nhìn nó chảy cái miếng. Ừ. Tôi bác nãy nó không có dám ăn. Rồi lại rồi để chín cho thôi. Chắc là nó không ăn, tôi ăn trước. Ta ăn miếng nữa. Mấy ông này làm đi ngon quá. Lại đi tiếp luôn. Ngon. Cho thêm mớ vỏ chanh nữa ăn ngon.
Cái này có khế vô cũng ngon nữa nè. Khế sống á, khế mà khế chua chua á. Mình trộn, để ở đây mình trộn vô nó ngon. Gặp bà ghế muốn hẹn cơm. Gà thì tuốt mấy đồng hơi xong con. Đúng ra giờ tao chế nước cà phê, nước này tao đổ ngay luôn cái rồi. Đi nha. Giá với gà bẹ xanh nè. Giá cho bẹ bẹ xanh với gà muống. Phía bên kia thì có gà nhút với mình cho chút mình ăn với nãy cái gà nhút này ăn với gì? Kho gừng. Ủa kho sả ớt ha. Gà kho sả ớt. Tại gà của mình hai con bốn với mấy làm món ăn ngán. Trộn nè. Trộn gỏi một ít rồi à. Còn con mình xào sả ớt. Gỏi hồi nguội ăn. Ăn không ngon. Còn gà xào sả ớt á. Mình bắt lên bếp mình nóng chấm rau ngon. Hai con bốn ký mấy cái bồng lúa hết tí rồi. Sáng ta có nói trước rồi mà thấy không? Nghe nói người bé hả? Ừ. Dí dài mình dí cái bên nè em xui mày ừ. Đang làm gì chưa ba? Xào sả ớt xào thịt nè làm nấu chao ha. Rồi đây dầu nóng mình sao xả với ớt vô làm sao? Ớt tỏi. Xả ớt tỏi. Dọn luôn. Vậy dọn cơm luôn đi Long ơi. Ừ. Phát bỏ đi phát ra ra. Thôi để bà Long có dọn được rồi. Ra bắt đầu cái bàn kìa, ra cái bàn mới được. Phát bỏ đi phát, ngưng tay đi phát. Mình cho gà vô mình xạo. Thôi dịch. Cái lò này mình bắt y gan như người thật bên sáng mình thôi. Cái gì? Có gì nấu nước ngọt không? Tôi bẻ mướp non tôi đưa vô cho nấu. Có gì không? Mà ấy bà cho quá đi, đặng là luộc chấm ha. Ừ. Làm mướp phải gì? Mướp. Rồi để đậu không? Biết là cái đó chị bà kìa. Gì hả? Gì mướp để tôi đi. Gì để tôi ra tôi đi hát cho. Bầu á, bầu đi. Bầu có ở đâu con nào? Không có bầu. Có mướp không hả nghe? Mướp đi người ta ăn, đúng không mà. Người ta trong mướp mà đi xin bầu. Ừ. Lúc này ai mà bầu nữa. Tôi sợ bầu với lắp rồi. Ở đây sau này trồng bầu nè. Mướp. Quá khứ nguyên một hàng dài luôn. À, quá ngon. Cái này mình có cho một ít tiêu xanh vô nữa nè. Ngon. Lấy cái muỗng xuống luôn. Sáng này mình ăn cơm đơn giản nha. Bà khía với quyết lòng với cá chép. Cá chép mình... Ủa chứ? Cá điều hồng. Cá điều hồng nấu bò ngót. Sáng giờ mình tới trưa trưa rồi cũng đói vậy. Dòng cơm mà. Bụng kêu ọt ọt. Nóng hổi. Nói xuống ăn gì mới ngon đó. Có cái muỗng nè, ăn giúp cho. Rồi ăn cơm đi ba ơi. Rồi ăn đi. Sáng nấu nha. Sáng ăn cơm gì chứ ngon nè, bà kia là. Ừ, rau nè. Ừ, lên cái chảo đi ra trời. Chảo gì? Con chảo tôm nữa, quên á. Ôi ôi, gì là được rồi đó quên. Chảo cái chảo tôm, vô cái bưng hết, hết nguyên cái chảo luôn. Ừ. Cái này trộn là tới chiều ăn ngon. Ăn rất là ngon rồi. Cháu tơ rồi mà ba mùa. Đừng dục cái ăn. Rồi. Thôi chén nữa mình ăn. Cái trên đó luôn à. Ừ. Có nè, cái tàu bự luôn. Bà kia này vừa ăn đâu mặn hung đâu. Bị gì đây không có ấy. Ừ, dục mùi hồng hôi. Tới cháu tam luôn rồi. Ủa kêu phát trời ơi đó. Phát vô con cơm luôn rồi. Ừ. Này ăn sáng gì không kể. Nó ngửi gì miêu sao kể. Chọc vô cái rồi. Có từ hộp nó ngon thấy không? Rau sống kìa. Rau nè phát. Ở đây mình ăn hai loại rau. Đâu có mặn cơ. Ừ, có mặn không? Ăn cơm không mặn, nếu mình ăn không thì nó hơi mặn thôi. Lấy cơm ra cho mẹ hỏi lắm. Cho tôm đi đó. Lấy cơm. Cái gì? Thôi để đi ăn đấy đi, cái chỗ nào đấy. Tự nhiên nhúng đường con thì bổ nha. Em đang còn nhiều lắm cái bộ hết đâu. Sao mấy ăn múc ra trời rồi ăn hết rồi sao ạ? Dạ. Hả? Đẹp rồi nha. Trời ơi, ăn mời cho bộ bán cho mình sợ. Ăn cơm mà, ăn cơm lại. Lấy cho nông lá. Lấy cho nông lá. Cho từ thiện hả? Ờ, mấy gái hả? Cho từ thiện nè. Bị nó tàn hết rồi. Rồi, con cảm ơn nhiều nha. Ừ. Rồi thấy làm nữa rồi tính ăn rồi tính.
Tôm luôn bác ba ơi. Bà thứ ba hay không bác? Ba. Phụ ba. Thôi bác đi. Thì... Ừ, nó kêu gì kêu. Ông trên đây anh khác. Kêu thằng anh. Đó, ủa, mấy bà này biết má em chứ chưa? Biết chứ. Kêu một bàn anh hay là kêu gì? Muỗng á, lo cái này mày múc muỗng á. Muỗng nó cũng dính cục cục nha. Ừ. Cái này nó chín hết trơn luôn, đâu có gì đâu mày sợ. Ăn có con gào vô khác liền. Rồi nó chanh chanh đâu? Ừ, chanh ớt. Thôi khỏi đi, nó nhậu nữa. Thôi. Cái đó mình nhậu mình để vô chén á, mình ăn ngon. Sắc lát lát hay gì? Thôi sắc miếng mỏng mỏng gì? Sắc mỏng mỏng. Ăn vô chanh nè. Mấy giờ? 11 giờ chị. 10 giờ 11 giờ. Ừ. Mà ráng chút xíu nữa tăng cơm chiều luôn. Giá thiệt à. Tính chút xíu nữa mình dọn ra mình làm xương xương luôn khỏi. Làm xương cái mình no mình về. Về trước nha. Ừ. Ăn cái mình no mình về. Chưa nãy nói rồi. Nó làm chính xong mà nhậu luôn rồi mấy mình nhậu luôn rồi nữa. Khách tới là miễn tiếp khách. Cam nữa nó bắn rồi. Thì bà cho phải cao vô ha. Cho phải cao vô. Cái màu chao này lên đẹp chứ nè, vàng vàng ha. Mình cho huyết luôn. Huyết này là huyết gà nha. Huyết gà mình sẽ nấu chao nó sẽ ngon hơn. Gà dương nha. Gà dương. Bây giờ mình cho gà vô mình luộc trước. Chút rồi mình mới xé ra. Bà đang xào gà phải không? Cái này mình kho sả ớt. Cái này nhắc cho chị ba dịch. Rồi cái gì kiếm gì nha. Đó đó. Sau khi thịt xăng mình cho xả vô thì mình sẽ nêm gia vị vô luôn. Đường bột ngọt. Muối rồi, nước mắm thôi hả? Cái nước mắm múc lon lại đắng này. Đầu xong bữa ra luôn. Cái nguyên mà còn cái mỏ nữa nó ngộ. Ai ăn luôn cái mỏ. Để cho nó bây giờ mình đó. Cho nước vô rồi đâu mình sẽ cho thêm sả nữa. Sả nhiều nha, nó ngon. Rồi đâu mình sẽ xo kho cho nó sắc lại. Rồi mình đây thì đang trộn gỏi ha. Qua đây nè, qua đây nè, qua đây cho mát. Được không? Trồng gỏi. Gỏi bữa nay thì chỉ có bắp chuối nè. Với củ cải đỏ, đậu găm. Nhìn cũng hấp dẫn nha. Có hai bắp chuối đâu rồi nhiều nha. Nhiều. Nhiều chứ. Hai bắp chuối này bự dữ. Còn trong đây có gì với gì ta? Này thì nước mắm chanh với đường với tỏi ớt. Thì mình cũng như trộn mấy cái gỏi khác gì ha. Cũng giống như mấy gỏi khác. Rồi xong thì đâu gà mình mới xé ra. Gà mình chín rồi nguội mình xé ra, trộn để trên mặt á. Mới 8 giờ vô đó nó gà màu nữa, gà này có gió chị mới nói. Hai bắp chuối vậy mà nhiều dữ luôn á. Hai có hai bắp chứ nhiều. Hai bắp á. Vậy em tưởng là 4 5 bắp. Bắp bự, bắp bự lắm. Chuối nó trồng hay hem nha, bự bự không? Sôi lên. Cái này mình kho tí sắt ha, thịt gà mình nó thấm vào vậy không? Chứ phần gà vườn á thì mình không có sợ nó mềm. Do mình chấm rau á cho nên. Gà luộc giấc này của mình cũng chín rồi nha.
Ôi, đúng là gà vườn luôn ha. Chuột lên cái da vàng cháy. Ủa mấy cái giò sao mình luộc? Thì chứ con xá ớt rồi sao mình nướng cá? Ừ. Giờ để giống đi xanh cái rồi, cũng chín nha. Rồi mình nấu cái nữa. Ta ấy nước rồi ta bỏ, đang ta bắt nấu hết rồi. Đang nấu cái khác. Bây giờ gà gấp ra để nguội nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ bà. Trời ơi. Thì xé ra. Quá khứ gió. Gấp ra để nguội nãy giờ mà còn hơi nóng. Gà này dai dữ. Gà này gà vườn, đúng gà vườn luôn. Gà này đây là nuôi chất lượng luôn. Là tròn lúa không? Bầu lúa hồi nãy. Ừ. Tại vì gà ở đây ở vườn nữa cả nha, cho nên người chắc ăn là ta tròn lúa nhiều. Chắc thêm miếng. Chắc thêm miếng. Cái cây sói gà nè, trắng nõn. Ừ. Ăn không mà cảm giác nó ngọt luôn nha. Ừ. Thịt ngọt quá. Ừ. Nè, cái sói gà. Thịt ngọt mà dai. Nhưng mà mình luộc thì nó đã mềm mẹ. Lâm muối ớt ra chị ba ơi. Cho chị anh Lâm một chén muối ớt nữa. Rồi hồi à. Khỏi đại khách luôn. Chị ba cho chén muối ớt đi. Gà gà nặng đây là bắt buộc. Ngon thiệt chứ. Ngon ăn thêm đi. Thôi. Ăn gì mới ngon nè chứ hồi hồi ra ngoài ăn hết ngon ha. Thôi đi. Bén trước phải không? Bén trước đây. Tiêu ít nữa. Không, tiêu sọ gì nữa, tiêu này tiêu xanh, xanh nữa. Đó, hai thay thứ tiêu luôn đó. Ủa, lần bạn tôi không lấy. Anh thấy hả? Chút xíu rồi tới vợ gì? Thôi, vợ nha, không gặp nó nha. Đi được về giải phân, cái tranh thấu giải phân. Bây giờ tôi không lên phải không? Bây giờ mày hơi nhớ ra. Ta nấu nồi nấu mắm cho bá chứ kìa. Ừ, cho vài cái muỗng phải ơi. Hồi nay chưa sắc ớt cái nhỏ nhỏ, ăn ăn thêm. Chấm muối gì? À, cái này khỏi chấm gì ăn luôn rồi. Không, nếu mà muốn mặn chan nước mắm mặn, nước mắm mặn cũng được. Có ông mà kêu chạy xe đó ông nào mà tao mới nói vậy ông hồi mày tuốt vậy kìa. Ông đó trên đình không biết. Hút miếng tiêu vô luôn anh chứ. Ừ. Tiêu mới ngon. Tiêu sợ tiêu hổng có luôn nha. Thầy chẳng còn tiêu nhóc cho nhìn ba. Sáng mua nhiều lắm, 10.000 tiêu. Chiếc này tao bứng dây tiêu dục luôn à Nam ơi. Ờ, này là không ăn. Có 10.000 tiêu mà ăn cả nhà chưa hết nữa. Tao ăn quá nó chết liền. Cũng như bà thường tao đâu còn gì tao quá vậy đó. Muỗng gấp vô cái này là gấp đũa gì. Lại bệnh viện hay lắm. Muỗng đó hiệp. Ai? Tôi. Ừ. Mày thích gì không? Chỗ này đi đó. À, thì nào về nó chở mình về đi mua ghé chợ đi mua xe xích tao khóa mình vô cùng nhà. Bây giờ mình đâu ăn phút đi phút đi mình ăn qua cái đi bắt đầu tới. Mình ăn qua ăn cho món mới đồ lên. Mình chắc ăn chứ đụng ra chứ mày nó kêu ở nhà chắc ăn không chắc ăn đâu. Để ông thấy. Để qua đường cuối đường ông đi kìa. Có. Cuối đường á. Ở đường chạy qua cái nhà gì rồi? Cuối đường bển hả? Vừa ghé nhà gì cái cứ điện. Cái kêu nhà cứ gì nó chạy gì ngủ cứ lên mà cứ không lên. Đấy đi mà cái ông thấy thỉnh quá ông nhận á. Ăn giòn quá gì. Giờ đủ nó sẵn rồi. Lắm. Lắm. Nó kia nó lắm mà. Không có chồng tên người lớn đây ha thầy. Bà mày giờ. Mới đó rõ ràng nó luôn rồi. Nói sao? Người ta có uống à. Uống ha con mấy bà này sao đã? Sao để được ta? Ừ, ngoại vợ chứ không phải nội. Biết rồi ngoại vợ ở đâu? Giờ cái đâu mấy bà đó mới uống cái gì? Uống còn dữ mới còn nóng đây. Tôi mới. Quỳnh con gì bảy rồi luôn khách thằng. Vô vô mấy chú mấy anh cái này. Rồi mình mời tập trung nó cái nha. Vô. 1 2 3 vô. Rồi tại hồi nào giờ tao biết ở trong cái gà đông đâu. Gà đông, dầm gà đông vô nổi là mấy bên tay phải á. Ừ. Nhưng mà lưới giống giống này nè chứ không có bạc. Bạc quạt không muốn đã lắm luôn. Như tao cây bạc vậy đó anh Chí. Giờ thấy bà Nguyên Na chứ uống nó ngon. Ừ. Anh Chí anh gì á? Hết lâu rồi anh gì à? Không chứ anh gì về hết lâu cái gì à? Ủa trời sao? Đây là tao chưa đậu về mà. Bởi vì tao nói anh Chí đậu về mà hết lâu cái gì đó. Đúng năm ủa rồi đó hả? Bà có gì mà quên không? À, mày cũng mới đó, tụi mới chưa có mới quên được. Có một số cũng có quên hơi. Em muốn mũi nè. Ba muốn anh một muốn mũi. Mày quên rồi mày làm nữa không á? Đó, quên. Uống ngoài xong xong rồi xong rồi chích năm mũi chú nhớ. Công ty. À, mà quy định của công ty hả? Tôi muốn mũi nè. Ba Trung Quốc quá, Trung Quốc nhiều quá. Hai mũi Trung Quốc cái nhiều. Ờ tôi là
hai muối Trung Quốc, hai muối đầu là Trung Quốc, muối sau là á cha là anh, sau muối Mỹ. Vậy sao đó không chèo cái không đậu cái ghe hay chăn đậu được sống đi trời. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc clip đấy luôn. Các bạn có xem được clip của mình á, đừng quên cho mình một like, share cũng như đăng ký kênh. Hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau nha.